Kênh Đăng Lợi Tây Ca Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn kiểng bonsai Xuân Thúy, địa chỉ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn kiểng bonsai Xuân Thúy. Chào Thúy. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem tên kênh LTK Bonsai ha. Thì đến hẹn lại lên, hôm nay em lại giao lưu với quý cô chú anh chị một số cây bonsai thành phẩm bên em ha. Thì bên em thì đặc biệt bên em là có giao lưu cây bonsai theo ba miền Bắc Trung Nam luôn. Cũng mong quý cô chú anh chị yêu mến ủng hộ cho em ha, liên hệ với em qua số điện thoại là 0967634263 ha để được tư vấn và chốt cây ha quý cô chú anh chị. Rồi, đầu clip bên em là một cây lộc vừng nha cô chú anh chị. Đây, một cây lộc vừng ôm đá ha, được phối trong một cái tiểu cảnh rất là nghệ thuật nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là già cây ha, đế rất là quái luôn ha, nó uốn éo rất là khéo cây luôn. Trên một cái tiểu cảnh rất là hay ha quý cô chú anh chị. Tiểu cảnh này thì bên em là chế tác luôn, nên quý cô chú anh chị nếu thích lấy nguyên bộ cơm lê như vậy thì bên em vẫn bán ha, vẫn ship chậu cho mình. Còn nếu cô chú anh chị nào chỉ thích cây thôi, nhà chặt chọi hay không có mua được cái tiểu cảnh đó, thì bên em vẫn bán cây không cho mình ha. Rồi, cây lộc vừng đo trừ chậu cho tới chiều cao của cây là 67 ha, tán ngang từ đây qua đây là 50. Cây này rất là khéo cây nha quý cô chú anh chị. Già cây lắm luôn ha, cây uốn éo rất là nghệ thuật luôn. Hoành em đo vị trí này ha, em đo vị trí này hoành là 10 nha quý cô chú anh chị. Đây em xoay ra cho quý cô chú anh chị mình xem ha, hoành là 10. Rồi, cây này rất là nghệ thuật luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây lộc vừng mã số 1 em giao lưu với mình là 2 triệu ha, 2 triệu em bao ship bao chậu luôn cho mình ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mà thích cây không thích chậu thì liên hệ với em để được em tụi em tư vấn lên cho mình ha. Những cái viên đá này tụi em lấy từ Lạng Sơn về, nó rất là quý hiếm chứ không phải là xi măng ha quý cô chú anh chị. Dưới đây mình có thể nuôi cá nè, cái tiểu cảnh rất là khéo cây ha, tiểu cảnh nghệ thuật lắm luôn. Cây ôm đá rất là khéo cây ha. Chậu thì bên em bán nguyên bộ cơm lê này thì em giao lưu với mình là 2 triệu, bao gồm chậu em bao ship luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị mình muốn lấy cái chậu không thì bên em vẫn bán nha. Rồi, quay thêm một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem kỹ cây số 1 này ha. Lộc vừng 2 triệu bao ship, bao chậu, bao toàn quốc luôn. Rồi, qua tiếp theo mã số 2 ha quý cô chú anh chị. Số 2 là một cây mai chiếu thủy trung nu ha. Những cái tiểu cảnh đá này là bên em tự chế tác ha quý cô chú anh chị. Nên là quý cô chú anh chị nào mình thích cây, mình không lấy chậu thì bên em vẫn bán. Còn lấy cả bộ thì bên em vẫn ship cho mình ha. Mua chậu không thì bên em vẫn bán ha quý cô chú anh chị. Thiết kế những cái chậu này rất là kỳ công, rất là nghệ thuật luôn cô chú anh chị ơi. Bên em nè, khó chế tác cái này rất là khó luôn ha. Cây này rất là già ha, tàn thì khích gịch hết trơn ở quý cô chú anh chị. Ấm tàn hết trơn, chi xương tàn đồ đều hết trơn luôn ha. Rồi, từ bầu đất cho tới chiều cao của cây là 26 ha. Tán dài của cây là 53. Tán ngang là 36 ha quý cô chú anh chị. Rồi, hoành em đo ở vị trí này là 12 nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây mai chiếu thủy này nó rất là già cây rồi nha quý cô chú anh chị. Dạ, da sần hết trơn ha, rất là đẹp ha. Tàn thì xương, tàn thì ấm hỉnh hết trơn rồi. Cái tiểu cảnh này rất là nghệ thuật ha quý cô chú anh chị, để chế tác được cái tiểu cảnh gì thì rất là kỳ công hay rất là tốn rất là nhiều thời gian ha. Rồi, cái cây mã số 2 này mai chiếu thủy trung nu này em giao lưu với mình 2,8 triệu ha, là bao gồm chậu và cây luôn ha quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị nào mà thích cây
không muốn mua chậu thì bên em vẫn bán, thì cứ liên hệ với số điện thoại là 0967634263 để được tụi em tư vấn giá cây được cho mình chính xác hơn ha. Bên em thì bao ship chậu, ship cây toàn quốc luôn. Cây này 2,8 triệu, 2,8 triệu em bao ship. Rồi, tiếp theo là mã số 3 ha quý cô chú anh chị. Mã số 3 là một cây me ha. Cây này rất là quái cây quý cô chú anh chị ơi, rất là quái cây luôn. Nó co, cái co lắc chỗ này rất là khéo luôn ha. Cây này rất là khéo cây luôn ha quý cô chú anh chị, quái lắm, quái luôn. Những cái đường co lắc này nè, nó rất là lạ cây luôn ha, rất là già cây luôn. Chiều cao từ đây cho tới bầu đất là 42, tán dài đây qua đây là 54, tán ngang đây qua đây là 37 ha. Em đo hoành ở vị trí này là 17 nha quý cô chú anh chị. Rồi, em đo ở cái eo co lớn này cho mình xem thử ha. Rồi, cái eo co này là 34 ha. Rồi, cây me mã số 3 này em giao lưu với mình là 1,8 triệu nha. 1,8 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn hả cô chú anh chị ơi. Cây me mã số 3, cây này rất là khéo cây, rất là quái héo cô chú anh chị, rất là uốn éo, rất là lạ luôn ha. Tàn thì nó cũng khích gịch hết trơn. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cây lộc vừng ôm đá héo quý cô chú anh chị, được phối lên cái một cái tiểu cảnh rất là nghệ thuật ha. Ở đây nè, mình có thể nuôi cá đi thia được, hay lắm quý cô chú anh chị. Đá này, những cái viên đá này là đá thật ha, đá tự nhiên ha, em lấy từ Lạng Sơn về quý cô chú anh chị ơi, rất là quý hiếm luôn ha. Cây này nó ôm đá. Đây, cây này nặng quá em xoay vòng ha. Rồi, chiều cao từ ngọn cây cho tới chậu là 43, tán ngang từ đây qua đây là 46 ha, tán dài từ đây qua đây là 50, hoành em đo vị trí này 13 hết cô chú anh chị. Em đo cái u này, nguyên cái dòng này cho quý cô chú anh chị mình dễ hình dung ha. Nguyên cái dòng này là 41 nha cô chú anh chị ơi. Dạ, ôm luôn cái cục đá nè, là nguyên cái này là khoảng 41 ha. Rồi, dạ, cây mã số 4, cây lộc vừng này em giao lưu với mình 2,5 triệu, bao gồm chậu, bao gồm cây ha quý cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào thích cây mà không lấy chậu thì bên em vẫn bán nha. Cứ liên hệ với số Zalo bên em để được tụi em tư vấn kỹ hơn ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo ha. Dạ, em đổi cây luôn nha. Dạ, tiếp theo là mã số 5 ha quý cô chú anh chị. Số 5 là một cây sung nữa ha. Cây sung ôm đá rất là nghệ thuật ha quý cô chú anh chị. Đây, các đường co lắc léo rất là khéo cây ha. Đây, nó đang có trái luôn đây. Xương tàn già cây hết ha quý cô chú anh chị. Vừa quái cây mà vừa già nữa ha. Bên em lặt lá để cho mình thấy kỹ bộ xương nó hơn ha. Đây, chiều cao từ đây tới miệng chậu là 52, tán dài là 46, tán ngang là 36, hoành thân em đo ở vị trí này ha. Dạ là 17 nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 5 là một cây sung ôm đá ha, rất là nghệ thuật ha quý cô chú anh chị, già cây hết đây ha. Rồi, dạ, cái này em giao lưu với mình 2 triệu ha. 2 triệu em bao ship, bao chậu cho mình luôn ha. Rồi, em tiếp theo là mã số 6 nha quý cô chú anh chị. Số 6 là một cây sam hương ha, sam hương Đài Loan ha. Cái cây này rất là khéo cây, rất là quái luôn quý cô chú anh chị. Nó lắc léo rất là lạ cây luôn ha. Nhìn nó, nhìn ở đây giống như cái chân gì nè.
được phối lên cái tiểu cảnh rất là nghệ thuật luôn hả cô chú anh chị ơi. Mình bên em thì bán cây bonsai thành phẩm nên phối cây phối cảnh được cho mình, về mình chỉ cần chơi thôi, khỏi cần mà thay chậu gì hết hết cô chú anh chị. Mấy cái cây nghệ thuật này là về mình chỉ để dành mình chơi thôi, đây rất là đẹp, xương tàn nó đều ấm hết hết quý cô chú anh chị, xương tàn khích gịch hết chân luôn, già cây lắm luôn á cô chú anh chị ơi. Em đo thông số ha, từ miệng chậu cho tới chiều cao của cây là 43, tán dài từ đây qua đây là 51, tán ngang từ đây qua đây là 35. Rồi em đo hoành ha, hoành em đo vị trí này hả cô chú anh chị là 18 nha. À rồi, cây sam hương này em bao ship bao chậu toàn quốc cho mình luôn thì em giao lưu với mình là 2,5 triệu hết quý cô chú anh chị. 2,5 triệu em bao gồm cái tiểu cảnh này cho mình luôn ha. Thì cũng như nãy giờ những cây trước á, thì những cái tiểu cảnh đá này thì bên em là tự chế tác. Nếu như quý cô chú anh chị nào thích cây mà không thích tiểu cảnh thì bên em vẫn bán nha. Liên hệ với em để được em tư vấn kỹ hơn hết quý cô chú anh chị. Liên hệ với số điện thoại là 0967634263 để được em tụi em tư vấn kỹ hơn ha. Rồi tiếp theo là mã số 7 hết quý cô chú anh chị. Mã số 7 là một cây sung trái rất là nhiều ha quý cô chú anh chị, đây rất là nhiều trái nè, sung sẻ lá nhỏ ha, nó đang rất là nhiều trái luôn nè, cái lá rất là nhỏ bằng ngón tay cái của em thôi. Những sung á thường là lá rất là lớn, nó không có nghệ thuật, còn những cái cây sung sẻ này nè lá nhỏ rất là hiếm cây luôn ha quý cô chú anh chị, đế rất là quái luôn, già cây lắm luôn nè, xương tàn thì ấm hỉnh hết trơn ha. Cây này sung mà sung là nhờ cái đặt trái, mà cây này trái bích chịch luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây, trái rất là nhiều trái luôn. Chiều cao từ miệng chậu tới đọt cây là 49 nha cô chú anh chị. Tán dài từ đây qua đây là 52. Tán ngang từ đây qua đây là 46 ha. Rồi em đo hoành ở vị trí này ha cô chú anh chị, để quý cô chú anh chị mình hình dung ra chỗ này ha. Thì ở chỗ này em đo được là 32 ha cô chú anh chị. Để em đo tổng hoành đế thử nhiêu ha. Tổng hoành đế của nó là 59 ha cô chú anh chị ơi. À, cây sung trái này rất là đẹp luôn, rất là khéo cây luôn ha. Cây này rất là quái cây luôn ha cô chú anh chị. À, cây này em giao lưu với mình là 1,5 triệu nha. Cái này thì em bao ship cho mình, nhưng mà cái chậu này thì em không có ship nha quý cô chú anh chị, tại vì vận chuyển đường xa cái chậu này thì nó không có được yên tâm á, nên là cô chú anh chị mình lấy cây này thì mình mua chậu giùm em ha. Rồi 1,5 triệu em bao ship ha. Rồi này rút bầu em bó nè, bó bầu em gửi ha. Dạ, rút chậu bó bầu. Rồi tiếp theo là một cây số 8 ha quý cô chú anh chị, cũng là một cây sung ha. Cây sung này thì cũng giống như cây bên kia, lá nhỏ thôi, rất là nhiều trái luôn quý cô chú anh chị. Cây này mà Tết mà để trong nhà một cái là nó ra trái là thấy ham luôn. Lá nó chỉ bằng ngón tay cái của em thôi, những cái dòng mà sung mà lá nhỏ như vậy rất là hiếm ha. Đế nó đế sổ nôm chỗ này, rất là khéo cây luôn quý cô chú anh chị. Xương tàn thì khích gịch hết trơn ha, già cây lắm luôn rồi. Dạ, chiều cao từ miệng chậu cho tới đọt là 69 ha. Tán ngang từ đây qua đây là 51. Tán lớn nhất từ đây qua đây cũng khoảng 51, nó tròn đều rồi quý cô chú anh chị ơi. Rồi em đo hoành ở vị trí này là 21 nha cô chú anh chị. À, hoành đây 21 ha. Cây số 8. Rồi cây này em giao lưu với mình là 1,7 triệu ha. 1,7 triệu thì cây này em cũng rút chậu bó bầu cho mình ha, em bao ship hết cô chú anh chị. Rồi cây này rất là khéo cây ha. Rồi em đổi cây luôn ha. Dạ, tiếp theo là một cây số 9 ha. Cây số 9 là một cây mít thái siêu trái hả quý cô chú anh chị. Cây này rất là quái cây ha.
rất là lạ luôn quý cô chú anh chị ơi. Cái dòng mít Thái này thì khoảng cao khoảng mét là nó ra trái rồi, quý cô chú anh chị mình về có thể vô dây kẽm theo ý của mình ha, thì bên em cũng định vô mà hãy để theo quý cô chú anh chị vô theo ý mình thì cho thích hơn ha. Này thì ví dụ như mà mình để nó ra trái thì nó cao khoảng mét nữa, mét hai là nó ra trái, rất là già cây hả quý cô chú anh chị. Rồi em đo chiều cao của cái thân, từ cái thân này ha tới cái bầu rễ nó là 45 nha quý cô chú anh chị, còn từ tới cái đọt thì nó khoảng khoảng 95 ha. Cái tán ngang thì nó tính gì khoảng 40 thôi ha. Quà này em đo gì ha quý cô chú anh chị, vị trí này ha, vị trí này em đo được là 12 rưỡi ha, tính 12 thôi. Đây là 13 luôn rồi chứ, đo đây là 13 luôn ha. Rồi cây mít Thái siêu trái này thì em xin phép bó bầu em gửi cho mình ha, tại vì cái chậu xi măng nó không có chắc chắn nha quý cô chú anh chị. Những cái chậu đá thì bên em ship cho mình được, tại vì cái đó là đập không bể, còn cái này là những cái chậu này ship đi trên đường đi nó rất là dễ vỡ ha. Rồi cây mít Thái siêu trái này em giao lưu với mình là 1,4 triệu hết cô chú anh chị ơi, 1,4 triệu em bao ship cho mình ha, rất là lạ luôn, rất là nghệ thuật luôn quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 10 hết cô chú anh chị, mã số 10 là một cây hoa giấy ha, hoa giấy Mỹ rất là đẹp luôn, xương tàn khích gịch, già cây lắm luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Đế sổ nơm ha, cái cây này thì em cũng xin phép báo bầu cho mình nha quý cô chú anh chị. Về quý cô chú anh chị mình mua chậu để vô mẹ em ha. Cây này rất là già cây ha, xương tàn thì ấm ha, tương đối hết rồi. Dạ chiều cao của cây từ đọt cho tới chậu là 62, tán dài từ đây qua đây là 54, tán ngang từ đây qua đây là 50 ha. Hoành thân thì em đo vị trí này, em đo vị trí này là 25 nha quý cô chú anh chị mình ha. Rồi đế này đế sổ nôm ha, để em đo tổng hoành đế này cho mình xem thử hình dung ra ha. Đây sổ nôm từ cái chân đế tới cái phần sổ nôm này nó khoảng 20 ha. Tổng hoành đế ở dưới này em đo thử, tổng hoành đế ở dưới này là 80 nha cô chú anh chị. Rồi cây hoa giấy Mỹ này rất là quái cây ha, rất là già cây luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi cây này thì em xin phép bó chậu ha, ủa bó bầu gốc chậu ha, thì cây này em giao lưu với mình 1,3 triệu em bao ship nha cô chú anh chị ơi. Rồi em tiếp theo là mã số 11 là một cây lộc vừng nữa ha quý cô chú anh chị. À, một cây lộc vừng này cũng rất là quái cây ha, cây bên em được tuyển chọn từ cây rất là nghệ thuật quý cô chú anh chị, được để lên cái tiểu cảnh đá rất là hay ha, ở đây là có thể mình nuôi cá rồi, dưới đây rất là đẹp luôn. Cây lộc vừng này rất là khéo cây ha, nhưng có co lắc rất là nghệ thuật luôn. Em đo từ miệng chậu tới đọt cây ha là 36, tán dài từ đây qua đây là 43. Rồi hoành thân em đo ở đây đi, hoành thân em đo vị trí này 13 hết cô chú anh chị. Tổng cái tròn này cái mình của nó đi ha là 44 đi quý cô chú anh chị mình hình dung ra ha. Rồi cây lộc vừng này đang để lên cái tiểu cảnh cũng rất là khéo cây ha cô chú anh chị, nhìn rất là hay ha. Em giao lưu với mình cây lộc vừng này là 1,4 triệu bao gồm cái tiểu cảnh này luôn ha, về mình chỉ việc mình chơi thôi, mình không cần chỉnh sửa gì nữa hết á. Rồi tiếp theo mã số 12 là một cây hải châu ha, cây hải châu sông cầu lá rí, dòng hải châu mà của sông cầu rất là hiếm ha quý cô chú anh chị, trái rất là nhiều luôn nè quý cô chú anh chị, trái rất là nhiều màu luôn ha, nó đang rất là nhiều trái nè, về là mình thấy được trái nhiều màu liền luôn. Nè, cây này nè, nó đang ra trái đỏ nè, có trái vàng trái cam nữa quý cô chú anh chị, nhìn rất là khéo cây luôn ha. Đây rồi cái cây này nó cũng giống giống như cái cây này, nếu mà quý cô chú anh chị mình mà lấy hai cây á thì là 2 triệu ha, còn nếu mà một cây như vậy thì em bao chậu bao ship cho mình
là 1,2 triệu một cây ha cô chú anh chị ơi. Rồi em xin phép đo thông số ha. Chiều cao của cây từ đất tới ngọn là 37 ha. Tán dài từ đây qua đây là 45. Tán ngang từ đây qua đây là 28 nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí này ha. Nó hơi u nặng, hơi khó đo xíu hết cô chú anh chị. Dạ hoành này là 9 ha. Rồi, nó có cái đuôi ở đây rất là khéo cây quý cô chú anh chị. Được ghép cái đuôi vô đây rất là nghệ thuật ha. Rồi, 1,2 triệu em bao ship, bao chậu cho mình ha. Nếu mà quý cô chú anh chị mình lấy 2 cây thì em tính 1 triệu thôi ha. Cái chậu đá này, cái chum đá này được cắt rất là nghệ thuật ha. Không phải ai cũng cắt được cái này đâu hết cô chú anh chị. Rồi, tạm dừng em đổi cây ha. Dạ, tiếp theo hết cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 13 là một cây me thái ha. Cây này thì em có một cặp lắm hết quý cô chú anh chị. Hồi nãy mình lên cây ở này, em lên thêm cây này nữa. Mình được cặp, nếu mà quý cô chú anh chị mình lấy một cặp thì em bớt tiền cho mình ha. Rồi, cây này rất là quái cây luôn quý cô chú anh chị. Cái co lắc đây nè, rất là nghệ thuật ha. Ở đây nó uốn éo, rất là khéo cây luôn. Cây me này cũng già cây lắm rồi ha. Rồi, em đo từ miệng chậu tới chiều cao của cây là 41. Tán ngang đây qua đây là 44 ha. Tán dài đây qua đây là 45. Nó cũng tròn đều quá quý cô chú anh chị. Hoành thân em đo ở vị trí này ha. Hoành thân em đo ở vị trí này 17 hết cô chú anh chị ơi. 17. Em đo cái bụng tròn nhất của nó ở đây vị trí này cho mình xem ha. Là gần 33 luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây này rất là khéo cây ha, rất là quái cây luôn hết cô chú anh chị. Cây này là em báo giá cho mình là 1,5 triệu ha. 1,5 triệu em bao ship ha. Này thì gút chậu bó bầu ha. 1,5 triệu cho cái cây me này rất là quái cây hết cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 14 hết cô chú anh chị. 14 là một cây nguyệt quế ha. Cây nguyệt quế nhỏ lùng lực ha quý cô chú anh chị. Thường là nguyệt quế người ta chỉ sưu tầm những cây lớn thôi. Những cây nhỏ này rất là khó chế tác ha. Rất là nghệ thuật. Cây nguyệt quế càng nhỏ là càng hiếm cây ha. Chiều cao của cây là 33. Tán rộng nhất là 41 ha. Tán bên đây tán nhỏ thì 28 nhé cô chú anh chị. Rồi hoành thân. Hoành thân em đo vị trí này 17 hết cô chú anh chị ơi. À, đế nó chảy ra nó rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Cây nguyệt quế mà lùng lực á, thường rất là khó làm ha. Rất là hiếm cây ha. Cây nguyệt quế này thì em bao ship cho mình là 1 triệu ha quý cô chú anh chị. Giao lưu với mình 1 triệu em bao ship ha. Dạ, gút chậu bó bầu luôn. Tại chậu xi măng này nó không có giá trị ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 15 là một cây dúi nha quý cô chú anh chị. Cây dúi này rất là quái cây luôn ha. Già cây lắm luôn rồi quý cô chú anh chị. Chi tàn em đặt lá cho mình để mình thấy rõ bộ xương của nó ha. Rất là quái cây luôn, rất là kín tàn luôn. Tàn nó, cái những cái mắt ghép này em đã tháo kẽm hết rồi. Chiều cao là 30. Tán dài của nó là 39 nha. Tán ngang của nó là 28. Vị trí hoành ngay cổ này là 20 hết cô chú anh chị. Cây dúi này mã số 15 em giao lưu với mình 2 triệu ha. 2 triệu em bao ship cho mình bao chậu này luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 16 hết cô chú anh chị. Cũng là một cái dúi luôn ha. Cây này giống như con ốc sên nha quý cô chú anh chị. Cái đầu ngóc nè, cái đít ốc đây nè, nó xoắn gì rất là khéo cây, rất là quái cây luôn. Rồi, chiều cao từ miệng chậu đến đọt cây là 22 ha. Tán dài của nó là 34. Tán ngang của nó là 23 ha cô chú anh chị. Rồi, hoành em đo ở vị trí này ha là 12.
em đo hoành đế dưới này hết cho mình để mình hình dung ra ha. Là 37 hết cô chú anh chị. Đây. Rồi. Rồi. Cây dúi mã số 16 này em giao lưu với mình là 1.200.000, em bao ship bao chậu cho mình luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là một cây cốc ha quý cô chú anh chị, cây cốc gừng ha. Mã số 17 là một cây cốc gừng ha. Cây này rất là quái cây luôn quý cô chú anh chị ơi. Nhìn tưởng tượng như là ở đây là hai cái đùi vậy đó, hai cái tay nó gì nè. Nhìn rất là quái cây luôn, khéo cây lắm luôn quý cô chú anh chị. Cây cốc về mình có thể về ghép thêm cốc thái siêu trái là ra rất là nhiều trái luôn ha. Cây cốc gừng này thì bên em là rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Muốn mua số lượng lớn hay gì cứ liên hệ Zalo với em để tụi em tư vấn thêm cho mình nha cô chú anh chị. Còn cái cây này rất là quái cây luôn nè cô chú anh chị. À. Rồi, em xin phép ra thông số luôn ha. Từ đọt cho tới đế nha là 55. Ừ, hơi cái hoành. Hoành em đo ngay cái chỗ này ha, vị trí này ha là 23 nha cô chú anh chị. À. Cái sổ nơm từ đây tới cái vòng tròn này thử cho mình hình dung thử. Là từ đây tới đây là 25 ha. Từ cái vòng tay nè tới với cái đế này là 25 ha. Rồi. Cây này rất là quái cây luôn quý cô chú anh chị. Về mình có thể ghép vô cốc thái siêu trái là nó ra trái rất là nhiều luôn ha. Còn cái đế thì rất là quái cây, rất là nghệ thuật luôn rồi. Cây này thì em xin phép giao lưu với mình là 2.200.000 em bao ship ha. Này em bó bầu nha quý cô chú anh chị. Rồi rút chậu bó bầu ha. Cái này cốc thì bên em rất là nhiều. Quý cô chú anh chị nào muốn mua cốc á thì liên hệ với em để mà tụi em chụp hình gửi thêm cho mình xem á, tại vì thời gian có hạn nên em chỉ lên một hộp hoặc hai cây cho mình tham khảo thôi ha. Rồi em xin giao lưu với mình là 2.200.000 ha. Rồi. Em đổi cây qua cây số 18 á cô chú anh chị. Rồi, cây số 18 là một cây linh sam siêu bông ha. Đang để trên một cái tiểu cảnh đá rất là nghệ thuật luôn quý cô chú anh chị. Những cái chậu này là bên em tự chế tác á, rất là kỳ công luôn quý cô chú anh chị ơi. Nghệ thuật rất là cao ha, tính nghệ thuật rất là cao ha. Để chế tác được những cái chậu này thì không có đơn giản ha quý cô chú anh chị. Rất là lâu ha. Đây. Quý cô chú anh chị nào mua cây bên em á, thích chậu những cái chậu đá nghệ thuật này thì nếu mà muốn mua chậu thì bên em vẫn bán chậu riêng cho mình ha. Còn thích cây thì bên em vẫn bán cây riêng ha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đã thông số cây này ha. Rồi. Từ miệng chậu cho tới đọt là 30 ha cô chú anh chị. Tán dài từ đây qua đây là 53. Tán ngang từ đây qua đây là 40 ha. Hoành em đôi vị trí này là 15 ha cô chú anh chị. Rồi. Từ chiều cao của cây cho tới cái thân chậu ở phía dưới này là 95 ha cô chú anh chị. Rồi. Cây linh sam siêu bông này em tính chậu bao ship cho mình luôn ha, là 2.500.000 ha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào thích cây thì bên em vẫn bán cây, thì liên hệ với số điện thoại 0967634263 để tụi em tư vấn thêm cho mình nha cô chú anh chị ơi. 2.500.000 em bao ship bao chậu tiểu cảnh cho mình hết luôn ha. Này rất là nghệ thuật luôn quý cô chú anh chị, một cọng mắt xích mà có thể chịu được cái tảng đá như thế này, rất là khéo cây luôn, rất là nghệ thuật luôn, không có đơn giản đâu ha. Nghệ thuật ở chỗ này. Rồi. Rồi em xin đổi cây ha. Em qua cây số 19 là một cây kim quýt ha quý cô chú anh chị. Cây này rất là già cây ha. Tàn thì ấm kích gịch hết cô chú anh chị. Một cây kim quýt. Đây, già cây lắm luôn rồi quý cô chú anh chị. Từ miệng chậu cho tới chiều cao là 45. Tán dài từ đây qua đây là 61 ha. Tán ngang từ đây qua đây là 48 quý cô chú anh chị. Hoành. Em đo hoành ở vị trí này hết cô chú anh chị. Hoành ở vị trí này là 25 hết cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi. Cây kim quýt này thì em xin rút chậu bó bầu cho mình hết cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với mình 2.000.000 ha. Em bao ship cho mình luôn cô chú anh chị ơi. Cây này rất là già cây ha.
Già cây lắm luôn. Rồi em xin đổi cây ha. Đây. Tiếp theo là một cây nguyệt quế ha cô chú anh chị, mã số 20 ha. Là một cây nguyệt quế, cây này rất là già cây ha. Đã sạch kẽm luôn ha cô chú anh chị. Thuần chủng luôn ha. Dạ. Chi cành thì đầy đủ hết luôn ha. Đều hết trơn ha cô chú anh chị. Cây này rất là già cây rồi, sạch kẽm luôn. Rồi em xin phép đo thông số ha. Từ miệng chậu tới chiều cao là 57. Tán dài nhất của nó là 76 ha. Tán ngang từ đây qua đây là 55. Rồi. Hoành ở đây là 31 hết cô chú anh chị. Rồi. Cây này rất là già cây hết cô chú anh chị. Cây này thì em xin giao lưu với mình là 2,2 triệu ha. Em bao cái chậu nhựa này luôn cho mình đi. 2,2 triệu em bao ship bao chậu nhựa này luôn ha. Rồi. Cây này thì cũng là cây cuối clip của em luôn ha cô chú anh chị. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem đến hết clip ha. Chúc quý cô chú anh chị xem clip vui. Chúc quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với chợ vườn Xuân Thí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.